Tào Tháo rồi cái đúng của Tào Tháo mày lên đây em có phương pháp nó sắp xếp mày tôi ngủ ngay không tìm thấy đâu luôn mày, mày, em có phương pháp. Cái này bay bay đặt mãi rồi bao lâu rồi tập đồ các kiểu là chết đúng rồi đi mẹ chết buồn rồi mười mấy năm đấy lâu như có đặt ly rồi chưa lên được chút cao đi ăn ở lâu chỉ là xe thằng người địch mẹ mày đấy là con chưa vào vài giờ lắm thì đứng ra ngoài đường đuổi xe ô tô bắt khách rồi thì con mẹ mày đuổi theo luôn mà cắt cái vãi lồn thì tụi nếu bắt được thời làm ấy xong bắt đầu mát thì xong được làm bánh bánh giờ nó còn một bát này là bánh nhiều thằng có cơ hội đúng đi cơ hội cũng chưa tốt mày cái đông rượu này đâu được quan hệ tốt thì ấy nó mới lấy được mày cái đông rượu đấy thì không 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 lấy được
mày phải uống hết phải tầm 30.000 tiền rượu như bố mày đấy. Mười ấm. Mày đéo cũng ra trong xe. Bấy xe. Bây giờ bấy xe không? Hồi xưa thì chị nào này đẹp hết cổ. Thằng nó bắt có bị viêm da ấy. Bây giờ mày đéo. Thằng nó bắt có bị viêm da luôn ấy. Bạn nhớ ấy. Khỏi đã. Còn có một tay, còn có một tay thì chuyên ra cầm vòi thì mẹ có cái lơ xuống thì có đánh nữa. Thế mày bà là tao lửa ngày cả 2 triệu thì sức của mẹ thì nửa ngày đi học. Sao mình nhỉ? Áo nhỉ? Sao mình bánh đậu. Chuột nó vui, thì kẹo với anh tướng như Hải Dương rồi. Chuyến là mối phát ở đây ngay rồi. Chuyến là mối phát ở đây ngay luôn. Không. Biết bùi. Không em này nó vẫn đuổi người tao đấy. Nếu làm thì chị treo.